tiến sĩ Vũ Bích Nga về giáo sư sẽ trình bày về điều trị tăng huyết áp trong bệnh nhân bị đái tháo đường. Xin phép mời chị Nga. Kính thưa giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thưa toàn thể quý đồng nghiệp, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân đái đường type 2. Trong phần này thì tôi cũng muốn chia sẻ về 5 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi về dịch tễ tăng huyết áp và đái tháo đường. Các bạn biết rằng đái tháo đường và tăng huyết áp có mối quan hệ với nhau rất là chặt chẽ. Tất cả các yếu tố nguy cơ của đái tháo đường, tăng huyết áp dường như là có rất nhiều các yếu tố nguy cơ chung, như là béo phì, kháng insulin, tăng các cái yếu tố viêm, rồi tăng các cái sản phẩm thận của quá trình oxy hóa, vân vân. Thì tất cả những cái này làm cho bệnh nhân dễ mắc nguy cơ đái tháo đường và tăng huyết áp. Bên cạnh đó, khi đã bị đái đường thì hệ thống mạch cũng dễ bị xơ cứng và cũng làm tăng cái áp lực của nhu mô thận và cũng sẽ làm nguy cơ tăng huyết áp ở bệnh nhân đái đường càng nhiều hơn. Ngược lại, tăng huyết áp cũng làm tổn thương các cái cơ quan đích của đái tháo đường trầm trọng thêm. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là có tới 60% những cái bệnh nhân đái tháo đường là có huyết áp trên 140/90, nghĩa là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp, và cũng có tới 70-90% những bệnh nhân đái đường có huyết áp lớn hơn hoặc bằng 130/80, và trong lúc đó thì cũng có tới 15-20% các bệnh nhân tăng huyết áp là có bệnh đái tháo đường đi kèm. Ngoài ra thì nếu đã bị đái đường thì chúng ta sẽ có nguy cơ mắc tăng huyết áp gấp 2 lần so với người không bị đái đường. Và những cái bệnh nhân tăng huyết áp thì cũng có nguy cơ mắc đái đường gấp 2,4 lần hơn những người mà không tăng huyết áp. Thì đây là cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa tăng huyết áp và đái tháo đường. Vậy thì tại sao chúng ta phải kiểm soát huyết áp tốt cho những bệnh nhân đái tháo đường? Chúng ta biết rằng là nếu như mà bệnh nhân đái tháo đường mà có làm tăng huyết áp, có tăng huyết áp thì sẽ làm tăng biến cố tim mạch lên tới 57% và cũng làm tăng cái nguy cơ tử vong chung lên tới 72%, như vậy là rất cao. Kể cả tăng huyết áp ở vào cái giai đoạn mà chưa có triệu chứng lâm sàng mà bệnh nhân kèm theo đái tháo đường thì đó cũng là những cái người có nguy cơ cao và rất cao về các cái biến cố về tim mạch và cũng làm tăng các cái nguy cơ tử vong và tỷ lệ tim mạch lên rất nhiều như trên tôi đã trình bày. Vậy thì kiểm soát huyết áp có giúp làm cải thiện các cái kết cục, các cái biến cố về tim mạch hay không? Thì người ta thấy rằng là phân tích gộp trên 40 các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng với dân số bệnh nhân nghiên cứu rất lớn, trên 100.000 bệnh nhân, thì người ta thấy rằng là nếu như kiểm soát tốt huyết áp thì chúng ta sẽ làm giảm được các cái tỷ lệ tử vong chung, làm giảm được các cái biến cố bệnh lý về tim mạch, làm giảm bệnh lý mạch vành, làm giảm đột quỵ, giảm suy tim, giảm các biến cố thận. Và nếu như bệnh nhân đái đường mà cứ điều trị làm giảm được 10mm huyết áp tâm thu thì sẽ làm giảm được tỷ lệ tử vong, giảm các biến cố về mạch máu và giảm biến cố về mạch máu lớn, cũng như là làm giảm các biến cố về mạch máu nhỏ. Vậy thì các cái khuyến cáo mới nhất về kiểm soát tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường như thế nào? Đi từ Hiệp hội Tim mạch Việt Nam thì chúng ta thấy rằng năm 2018, Hiệp hội Tim mạch Việt Nam có khuyến cáo ngưỡng mà huyết áp cần phải điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường chính là huyết áp lớn hơn 140/90, và đích điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân đái tháo đường với huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu là dưới 130. Tuy nhiên với cái mức này mà bệnh nhân dung nạp được và cũng không được để huyết áp dưới 120 mmHg thủy ngân. Còn với những bệnh nhân cao tuổi hơn, những bệnh nhân mà trên 65 tuổi với cái đích thì huyết áp cao hơn một chút, nghĩa là nằm trong khoảng từ 130 tới 140, dưới 140 mmHg thủy ngân, đấy là huyết áp tâm thu. Còn huyết áp tâm trương thì dưới 80 nhưng mà cũng không được để thấp hơn xuống dưới 70 mmHg thủy ngân. Và các cái thuốc đầu tay để điều trị vẫn là các cái thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, và có thể phối hợp thêm với chẹn canxi hoặc lợi tiểu nếu như huyết áp chúng ta chưa kiểm soát được mục tiêu. Và đặc biệt là trên bệnh nhân đái đường thì sẽ ưu tiên sử dụng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể khi mà bệnh nhân đái tháo đường mà đã có đạm niệu, kể cả từ vi thể. Sang khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu thì năm 2019 người ta ghi
rõ hơn nữa là người ta phân tầng nguy cơ tim mạch của bệnh nhân đái tháo đường. Những cái bệnh nhân đái tháo đường mà tiếp 1 mà trẻ dưới 35 tuổi và với thời gian mắc đái đường dưới 10 năm và những bệnh nhân đái đường tiếp 2 cũng dưới 50 tuổi và với thời gian mắc đái đường là dưới 10 năm thì đó cũng mặc dù chưa có cái yếu tố nguy cơ, chưa có tổn thương cơ quan đích gì thì đó cũng được coi là những cái bệnh nhân có nguy cơ tim mạch trung bình. Còn những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất cao đó là những cái bệnh nhân đái tháo đường mà đã có bệnh lý về tim mạch hoặc là đã có một tổn thương cơ quan đích. Tổn thương cơ quan đích ở đây ví dụ như là có protein niệu từ vi thể cho tới đại thể hoặc là có nhiều các yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc là bệnh nhân đái đường tiếp 1 mà trên 20 năm thì đấy là những bệnh nhân nguy cơ rất cao, còn lại là những bệnh nhân nguy cơ cao. Như vậy rõ ràng rằng bệnh nhân đái đường tiếp 2 mà có protein niệu thì đã là những cái bệnh nhân có nguy cơ rất cao về tim mạch và chúng ta cần phải tầm soát và kiểm soát huyết áp, kiểm soát các biến chứng tốt cho bệnh nhân này. Và cũng khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2019 thì người ta cũng nêu rõ hơn cái mục tiêu huyết áp cho bệnh nhân đái đường và tiền đái tháo đường. Ở đây thì mục tiêu điều trị cho những cái bệnh nhân đái tháo đường là người ta sẽ cần điều trị khi mà huyết áp lớn hơn hoặc bằng 140, lớn hơn 140 trên 90. Và những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp thì người ta cũng cá thể hóa trong việc điều trị. Và mục tiêu huyết áp tâm thu là dưới 130, 130 mét thủy ngân nếu như bệnh nhân dung nạp tốt, nhưng mà cũng không được để xuống thấp quá là dưới 120 mét thủy ngân. Còn những người cao tuổi hơn thì người ta sẽ để mục tiêu huyết áp là từ 130 tới dưới 140 mét thủy ngân. Và người ta cũng huyết áp tâm trương thì người ta cũng để dưới 80 nhưng mà không để xuống dưới 70 mét thủy ngân. Và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có các cái biến cố về có tai biến mạch não hoặc là tiền sử đột quỵ thì người ta cũng để huyết áp là dưới 130 mm thủy ngân. Như vậy thì với cái mục tiêu huyết áp mà Hiệp hội Tim mạch châu Âu đưa ra thì cũng gần với cái mục tiêu huyết áp, cũng tương tự như là mục tiêu huyết áp của Hiệp hội Tim mạch Việt Nam đưa ra. Tuy nhiên thì người ta cũng khuyến cáo kỹ hơn nữa là việc khởi trị tăng huyết áp bằng các cái thuốc ức chế hệ thống renin angiotensin 2 như là ức chế thụ thể hoặc là ức chế men chuyển thì với những bệnh nhân đái tháo đường thì bắt buộc là người ta sẽ phải thay đổi lối sống, nghĩa là nếu béo phì thì phải giảm cân, cũng tăng hoạt động thể lực, rồi hạn chế việc sử dụng bia rượu, hạn chế việc ăn mặn và cũng tập thể dục thể thao. Ngoài ra thì các cái thuốc ức chế hệ renin angiotensin 2 như là ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể thì được bắt đầu điều trị cho những cái bệnh nhân mà đái tháo đường, đặc biệt là những người mà đã có microalbumin niệu hoặc là những người mà có protein niệu đại thể hoặc là có phì đại thất trái. Thì đây là mục tiêu mà Hiệp hội Tim mạch châu Âu họ đưa ra một cách cụ thể rõ ràng hơn. Ngoài ra nữa thì người ta cũng khuyến cáo là nếu như những bệnh nhân mà huyết áp mà tăng trên 160 trên 90 thì người ta cũng có thể phối hợp ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với chẹn canxi hoặc là thuốc lợi tiểu. Và đặc biệt hơn nữa là người ta nêu ra những cái bệnh nhân mà tiền đái tháo đường thì nếu có tăng huyết áp thì người ta cũng ưu tiên là sử dụng thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể hơn là việc sử dụng các cái chẹn beta giao cảm hoặc là lợi tiểu, vì các cái chẹn beta giao cảm và lợi tiểu cũng có thể làm rối loạn đường máu nhiều hơn. Ngoài ra nữa thì người ta cũng nói tới cái vai trò của các cái thuốc như là ức chế kênh đồng vận chuyển muối đường 2 hoặc là đồng phân của GLP-1 thì cũng có tác động trên các huyết áp ở những cái bệnh nhân đái tháo đường. Và bệnh nhân đái tháo đường cũng cần phải được theo dõi huyết áp và kiểm soát huyết áp 24 giờ phối hợp thuốc khi mà không đạt được yêu cầu. Về sang tới khuyến cáo của Hiệp hội Huyết áp Quốc tế thì người ta cũng phân ra làm 3 cái phân nhóm cụ thể hơn nữa. Đó là những cái bệnh nhân tăng huyết áp có bệnh lý tim mạch, những bệnh nhân tăng huyết áp có bệnh lý đái tháo đường và những bệnh nhân tăng huyết áp có bệnh lý thận mạn. Tuy nhiên thì cả các cái phần mà tất cả các cái phân loại của từng 3 nhóm này thì người ta cũng đều ưu tiên cái việc lựa chọn ức chế men chuyển và ức chế thụ thể là thuốc đầu tay để điều trị cho các bệnh nhân. Sang đến khuyến cáo của Hiệp hội Đái đường Hoa Kỳ năm 2020 thì người ta thấy là với những bệnh nhân tăng huyết áp mà bị đái tháo đường thì mục tiêu huyết áp nên được cá thể hóa theo từng đối tượng.
Và với những bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao như là bệnh nhân có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc nguy cơ bệnh tim mạch xơ vữa 10 năm là trên 15% thì mục tiêu huyết áp sẽ đạt dưới 130/80. Ở những bệnh nhân mà có nguy cơ thấp thì mục tiêu huyết áp sẽ là dưới 140/90. Và những cái bệnh nhân mà huyết áp đái đường mà có huyết áp trên 120/80 thì người ta cũng điều trị kết hợp các cái mục tiêu khác nữa, như là béo phì thì cần phải giảm cân hoặc là giảm tiêu thụ rượu và tăng hoạt động thể lực để làm sao huyết áp đảm bảo không tiến triển thành tăng huyết áp thực sự. Và trong cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch 2020 thì người ta cũng cụ thể hơn nữa về cái việc lựa chọn điều trị các cái thuốc huyết áp. Nếu như mà huyết áp của bệnh nhân đái tháo đường mà lớn hơn hoặc bằng 140/90 nhưng mà thấp hơn 160/100 thì người ta sẽ khởi đầu là bằng một thuốc điều trị đái tháo đường thôi, một thuốc điều trị tăng huyết áp thôi. Và nếu như khởi đầu một cái thuốc điều trị tăng huyết áp này, nếu như mà bệnh nhân có albumin niệu thì ưu tiên người ta vẫn là lựa chọn đầu tiên là các thuốc chẹn thụ thể hoặc là các cái thuốc ức chế men chuyển. Còn nếu như bệnh nhân không có albumin niệu thì người ta cũng có thể hoặc là lựa chọn các cái thuốc chẹn thụ thể hoặc là thuốc ức chế men chuyển. Bên cạnh đó người ta cũng có thể lựa chọn là các cái thuốc chẹn chẹn canxi hoặc là thuốc lợi tiểu. Còn nếu như bệnh nhân mà đái tháo đường mà có tăng huyết áp mà lớn hơn 160/100 thì người ta sẽ khởi đầu là hai thuốc. Nếu như có albumin niệu thì chắc chắn là người ta sẽ khởi đầu với ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể cộng với hoặc là chẹn canxi hoặc là lợi tiểu. Còn nếu như không có albumin niệu thì người ta cũng có thể chọn hai trong ba cái nhóm thuốc này tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Và người ta sẽ theo dõi huyết áp và đánh giá cái hiệu quả kiểm soát huyết áp hoặc và đánh giá tác dụng phụ. Nếu như bệnh nhân có các tác dụng phụ của các cái thuốc như là thuốc ức chế men chuyển thì người ta sẽ chuyển sang tác dụng phụ, thì người ta sẽ chuyển sang các cái thuốc ít có cái tác dụng phụ hơn. Và như vậy rõ ràng rằng khuyến cáo của ADA 2020 thì cũng cho thấy rõ ràng rằng là nếu khởi trị tùy thuộc vào mức huyết áp của bệnh nhân, người ta sẽ lựa chọn một thuốc hay là hai thuốc và cũng phụ thuộc vào cái mức độ bệnh nhân có albumin niệu hay không, và người ta sẽ lựa chọn ưu tiên nếu như có albumin niệu thì người ta sẽ khởi trị hoặc là một thuốc hoặc hai thuốc tùy thuộc vào mức huyết áp, nhưng mà ức chế men chuyển và ức chế thụ thể vẫn là lựa chọn đầu tiên, kể cả những cái bệnh nhân mà có albumin niệu vi thể hoặc là đại thể. Vậy thì tại sao các cái thuốc ức chế men chuyển và các cái thuốc ức chế thụ thể lại được ưu tiên trong điều trị ở những bệnh nhân đái đường type 2? Thì người ta thấy rằng là các cái nghiên cứu phân tích so sánh thì người ta thấy rõ ràng rằng là khi mà sử dụng ức chế men chuyển và ức chế thụ thể thì có hiệu quả kiểm soát được, giảm được các cái biến cố về tim mạch, tỷ lệ tử vong tim mạch, rồi tỷ lệ nhồi máu cơ tim và đột quỵ vân vân, rồi tiến triển dẫn tới giai đoạn cuối của bệnh thận đái tháo đường thì đều giảm một cách có ý nghĩa thống kê so với nhóm sử dụng placebo. Tuy nhiên thì khi mà so sánh giữa hai cái thuốc là ức chế men chuyển và ức chế thụ thể thì người ta thấy rằng là với các cái tỷ lệ tử vong do tim mạch thì hai thuốc này là tương đương nhau. Về nhồi máu cơ tim thì cũng như vậy, có vẻ ưu thế hơn về thuốc ức chế men chuyển. Tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Về đột quỵ và tiến triển tới giai đoạn cuối của suy thận thì ức chế thụ thể có vẻ ưu thế hơn so với ức chế men chuyển. Tuy nhiên thì sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì rõ ràng là cả thuốc ức chế men chuyển và thuốc ức chế thụ thể đều có hiệu quả trên cái việc trong điều trị tăng huyết áp và kiểm soát các biến chứng ở bệnh nhân đái đường. Tuy nhiên về tính an toàn thì người ta thấy là tác dụng phụ trong cái nhóm mà sử dụng thuốc ức chế thụ thể thì là ít hơn so với cái nhóm mà sử dụng thuốc ức chế men chuyển. Và một nghiên cứu khác thì người ta cũng đánh giá so sánh thì người ta thấy rằng là về tỷ lệ chết cho tim mạch, rồi là tỷ lệ nhập viện do nhồi máu cơ tim vân vân, các cái biến cố khác của tim mạch thì dường như là ở thuốc các cái hiệu quả của các cái nhóm thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể này thì điều trị bằng các cái thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể này thì đều làm giảm tỷ lệ tử vong tim mạch và tỷ lệ tử vong nhập viện
do nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực có ý nghĩa thống kê đối với các cái nhóm ức chế men chuyển và ức chế thụ thể thì nhóm ức chế thụ thể là có ưu thế hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rằng là tăng huyết áp và đái tháo đường thì rất dễ dẫn tới cái tổn thương của thận, nhất là khi mà tăng huyết áp và đường máu không được kiểm soát tốt. Và đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh lý thận mạn, và tăng huyết áp cũng là nguyên nhân thứ hai gây ra các cái bệnh lý thận mạn. Nếu như phối hợp cả hai bệnh này thì cái tổn thương thận càng trầm trọng hơn nữa. Chính vì vậy trong điều trị thì chúng ta cũng phải chú ý tới các cái tổn thương thận ở những bệnh nhân đái tháo đường. Và người ta thấy rằng các cái tỷ lệ và tổn thương thận đi từ myocardium niệu cho tới macrocardium niệu và các cái tổn thương thận tiến triển dần ở những bệnh nhân đái đường tiếp 1 và đái đường tiếp 2 thì chiếm tỷ lệ rất là cao, thường là trên 50%. Và khi bệnh nhân đái đường đã có tiểu đạm đại thể thì sẽ làm tăng nguy cơ tử vong. Và nghiên cứu UKPDS trên những bệnh nhân đái đường tiếp 2 mới phát hiện thì người ta thấy rằng là những bệnh nhân đái đường tiếp 2 mà chưa có ăn nguyên liệu thì cái tỷ lệ tử vong là vào khoảng 1,4%. Nhưng nếu mà đã có ăn nguyên liệu vi thể rồi thì nó tăng lên gấp 2% và có thể lên tới 3% nếu như mà có ăn nguyên liệu vi thể. Và từ ăn nguyên liệu vi thể mà chuyển sang ăn nguyên liệu đại thể thì cái tỷ lệ tử vong cũng tăng lên gấp 2,3 lần, có nghĩa là có thể tới 4,6%. Và nếu như đã có các cái tổn thương thận mà gây ra tăng creatinine, nghĩa là giảm mức lọc cầu thận, thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 19%. Như vậy, bên cạnh việc kiểm soát đái tháo đường, kiểm soát tăng huyết áp thì người ta cũng phải chú ý tới cái việc kiểm soát làm giảm các cái biến cố của thận, đặc biệt là các cái tiểu đạm vi thể và đại thể để làm giúp làm giảm cái nguy cơ tử vong. Một cái phân tích phân nghiên cứu trên 11.000 người những bệnh nhân đái đường được điều trị với insulin và có bệnh thận với cái mức ăn nguyên liệu vi thể là lớn trên 300 thì được gọi là ăn nguyên liệu đại thể. Thì người ta sau 1 năm theo dõi thì người ta sẽ phân làm 2 nhóm, nhóm là dưới 300 và nhóm vẫn còn trên 300, nghĩa là cái nhóm mà đã có thoái triển và nhóm và vẫn không thoái triển cái tổn thương thận. Thì ở những cái bệnh nhân này được tiếp tục theo dõi trong vòng 5 năm về biến cố tử vong do mọi nguyên nhân và biến cố tim mạch thì người ta thấy rằng là tỷ lệ sống sau 5 năm giảm có ý nghĩa ở nhóm bệnh nhân có cải thiện protein niệu, nghĩa là trong quá trình điều trị mà protein niệu từ đại thể mà chuyển dưới thành vi thể thì cái tỷ lệ sống còn sau 5 năm giảm một cách có ý nghĩa. Tỷ lệ này giảm 31% ở các cái nguy cơ tử vong và các cái biến cố tim mạch. Nguy cơ tử vong là giảm 31% và các biến cố tim mạch là giảm 27% ở cái nhóm mà có cải thiện được ăn nguyên liệu vi thể. Như vậy rõ ràng rằng trong việc điều trị làm giảm được cái ăn nguyên liệu cho bệnh nhân cũng là góp phần làm giảm được tỷ lệ tử vong và các cái biến cố về tim mạch. Chính vì vậy mà cái mục tiêu điều trị ăn nguyên liệu không chỉ được xem là yếu tố nguy cơ của bệnh thận và tim mạch mà nên được xem là mục tiêu điều trị độc lập. Và các cái thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể là các cái thuốc có thể làm giảm được cái ăn nguyên liệu cho những cái bệnh nhân đái tháo đường mà có kèm tăng huyết áp hoặc không. Về phân tích gộp về hiệu quả trên thận của ức chế men chuyển và ức chế thụ thể trên những bệnh nhân đái đường có ăn nguyên liệu thì người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà có sử dụng kể cả ăn ức chế men chuyển hay là ức chế thụ thể thì các cái biến cố về hiệu quả trên thận thì đều làm giảm được cái nguy cơ mà tăng gấp đôi creatinine so với cái nhóm mà không sử dụng. Và điều này không có sự khác biệt giữa ức chế men chuyển và ức chế thụ thể. Tuy nhiên thì xét trên cái tiến triển bệnh thận đến giai đoạn cuối thì người ta thấy rằng là nhóm mà sử dụng ức chế men chuyển thì cũng làm giảm được cái tiến triển bệnh thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Còn ở cái nhóm mà sử dụng ức chế thụ thể thì cũng làm giảm được cái tiến triển dẫn tới bệnh thận giai đoạn cuối và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê so với nhóm không sử dụng. Như vậy rõ ràng rằng ức chế thụ thể thì giúp làm giảm được 23% nguy cơ bệnh thận giai đoạn cuối, còn ức chế men chuyển thì cũng làm giảm nhưng mà không có ý nghĩa thống kê. Chính vì vậy dựa trên đặc tính này thì người ta cũng thấy là nên ưu tiên lựa chọn ức chế thụ thể cho những cái bệnh nhân đái tháo đường mà có ăn nguyên liệu hơn là ức chế men chuyển. Trong số thuốc ức chế thụ thể thì người ta cũng chú ý tới ibuprofen. Thì người ta thấy rằng là trong nghiên cứu PRIME thì PRIME là một cái chương trình đánh giá bệnh tật và tử vong do tim mạch
ở những bệnh nhân điều trị Iber giác tăng, thì người ta thấy rằng là có rất nhiều các cái nghiên cứu nhỏ như nghiên cứu ICMA 2, rồi đây là nghiên cứu ICMA, thì trong cái dự phòng tiến triển dẫn tới bệnh thận, và nghiên cứu Aiden thì là những cái bệnh nhân đã có tổn thương thận và cái Iber giác tăng có cái tác dụng bảo vệ tiến triển, giảm cái tiến triển dẫn tới bệnh thận giai đoạn cuối. Như vậy thì kết quả nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà sử dụng Iber giác tăng với cái liều 150 thôi thì nó đã làm giảm được cái tỷ lệ bệnh thận của bệnh nhân rất là nhiều so với cái nhóm mà không sử dụng Iber giác tăng. Còn nếu sử dụng với cái liều mà 300mg thì cái tỷ lệ này còn giảm hơn nữa. Và cái sự giảm các cái quá trình này nó đã bắt đầu từ rất sớm, từ ngay sau 3 tháng đầu sử dụng thuốc. Và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Và cái hiệu quả bảo vệ thận này độc lập với cái tác dụng hạ huyết áp ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà có ăn nguyên liệu vi thể. Ngoài ra thì một nghiên cứu khác thì người ta cũng thấy rằng ở những bệnh nhân mà tăng huyết áp và đái tháo đường thì Iber giác tăng còn có vai trò bảo vệ thận giai đoạn muộn. Ở cái nhóm mà sử dụng Iber giác tăng là cái đường màu đỏ ấy, thì so với nhóm sử dụng amlodipine là cái đường màu đen và cái nhóm trứng là cái đường màu xanh, thì rõ ràng là ở nhóm sử dụng Iber giác tăng là làm giảm được 23% các cái tỷ lệ tiến triển bệnh thận giai đoạn muộn so với sử dụng amlodipine, và giảm 20% so với nhóm trứng, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê sau 5 năm theo dõi. Như vậy rõ ràng là hiệu quả của Iber giác tăng là rất là rõ rệt trên cái việc mà bảo vệ thận cả giai đoạn sớm và giai đoạn muộn cho các bệnh nhân. Về cuối cùng nữa thì việc tối ưu hóa kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường là như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát đường huyết tối ưu theo từng cá thể hóa bệnh nhân. Thứ hai, chúng ta cũng phải kiểm soát huyết áp tối ưu cũng cá thể hóa. Và mục tiêu chung là với những bệnh nhân đái đường là dưới 140/90, và những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao thì mục tiêu cần đạt được là dưới 130/80. Và tuy nhiên đạt được mục tiêu này mà bệnh nhân dung nạp được tốt, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý và sử dụng các cái thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải theo dõi chức năng thận, rồi điện giải đồ và hội chẩn chuyên khoa thận nếu như bệnh nhân đã có tổn thương thận với mức lọc cầu thận giảm. Về nhu cầu phối hợp thuốc hạ huyết áp đạt mục tiêu thì trong các nghiên cứu người ta thấy rằng ở bệnh nhân đái tháo đường thì đa phần các bệnh nhân là đều phải sử dụng phối hợp thuốc hạ huyết áp ít nhất là hai loại thuốc để kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân, còn tỷ lệ dùng đơn độc thì rất là thấp. Về xu hướng ngày nay thì người ta cũng phối hợp thuốc hạ huyết áp sử dụng đơn độc, thì người ta sẽ sử dụng trong các cái trường hợp mà bệnh nhân huyết áp không cao lắm, với mức huyết áp là dưới 100, tâm thu dưới 160, và ở những cái bệnh nhân cao tuổi và rất là yếu không chịu được thì người ta có thể sử dụng đơn độc các cái thuốc hạ huyết áp. Còn cơ sở để phối hợp thuốc ức chế men chuyển và lợi tiểu thì người ta thấy rằng rõ ràng rằng là thuốc lợi tiểu thì làm giảm nari và gây ra hạ huyết áp. Tuy nhiên cũng chính vì là làm mất nari, nó cũng sẽ làm hoạt hóa hệ renin-angiotensin, do vậy dẫn tới co mạch, và việc phối hợp giữa ức chế nhóm angiotensin nugen và thuốc lợi tiểu sẽ giúp cho cân bằng việc này và huyết áp của bệnh nhân được kiểm soát tốt hơn. Một số các nghiên cứu người ta cũng chỉ ra rằng phối hợp ức chế thụ thể và lợi tiểu thì sẽ giúp giảm được huyết áp, giảm hoạt tính hệ renin-angiotensin, làm giảm hoạt tính hệ thần kinh giao cảm, giảm phì đại thất trái và cân bằng được axit máu và kali. Còn việc phối hợp giữa cái nhóm ức chế chẹn canxi và các cái hệ renin-angiotensin, thì khi mà phối hợp giữa chẹn canxi và ức chế renin-angiotensin thì sẽ cân bằng được, không làm giãn cái động mạch đến và cũng làm cho cái động mạch đi giãn hơn. Chính vì vậy cái áp lực lọc trong cầu thận giảm đi, và như vậy thì sẽ giảm được các cái biến cố của thận. Và thực tế thì người ta cũng thấy rằng khi mà phối hợp thuốc chẹn canxi và ức chế hệ renin-angiotensin thì sẽ giúp giảm được huyết áp tốt hơn, giảm rối loạn chức năng nội mạc, giảm xơ vữa mạch máu và giảm các cái biến cố về tim mạch. Kết luận lại thì đái tháo đường và tăng huyết áp là hai bệnh lý có mối liên quan tác động qua lại lẫn nhau. Kiểm soát huyết áp tốt sẽ giúp góp phần giảm thiểu các biến cố tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường.
Và thuốc ức chế hệ renin angiotensin là lựa chọn đầu tay trong điều trị huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường. Trong đó thì ức chế thụ thể được xem là ưu thế hơn trên các cái bệnh nhân đái tháo đường tăng huyết áp, có tăng huyết áp có kèm bệnh lý thận. Và Uberzactam là thuốc được FDA phê duyệt hiệu quả kiểm soát huyết áp, bảo vệ thận ở cả giai đoạn sớm và giai đoạn muộn cho bệnh nhân đái tháo đường. Về lâu dài thì phối hợp thuốc là xu hướng tất yếu để kiểm soát huyết áp tối ưu ở những bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp. Và phần trình bày của tôi tới đây là hết. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn. Cảm ơn giáo sư Nga. Xin phép các đồng nghiệp có hỏi gì không ạ? Bài báo cáo thì có đề cập rất nhiều vấn đề, mà trong đấy vấn đề quan trọng nhất đấy chính là làm sao bảo đảm cho bệnh nhân đái tháo đường có được con số huyết áp ổn định đúng theo các khuyến cáo. Tôi thì chuyên khoa về tim mạch, tôi cũng có một số cái câu hỏi mà tôi nghĩ là rất nhiều các sĩ khoa tim mạch chúng tôi cũng hay đặt ra. Vì tim mạch với đái nội tiết là hai cái chuyên khoa như là môi với răng ấy, vì nó cùng trong nhóm bệnh chuyển hóa. Thì chúng tôi hiện nay có một rất nhiều bệnh nhân mà tăng huyết áp. Tuy nhiên chúng tôi hay cho chỉ định làm soi đáy mắt. Rất nhiều bác sĩ tim mạch hầu như không cho chỉ định soi đáy mắt, nhưng mà tôi thì tôi xuyên dùng cái xét nghiệm đấy để điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong giai đoạn đầu tiên hoặc giai đoạn sau. Thì tôi không hiểu cái quan niệm của bên nội tiết về cái đáy mắt tổn thương trong đái đường với đáy mắt tổn thương do tăng huyết áp có gì khác nhau không? Xin phép chị Nga chia sẻ. Tại vì các kết luận của bác sĩ mắt thì nó đều chung chung, đều là có tổn thương đáy mắt do tăng huyết áp, nhưng mà tôi không biết là đấy là hậu quả của tăng huyết áp hay là hậu quả của bệnh đái tháo đường. Cảm ơn câu hỏi của thầy Hiếu. Thực ra thầy hỏi nhưng mà thầy biết hết rồi, thầy chỉ hỏi cho vui thôi. Thì tổn thương đáy mắt do đái tháo đường với tổn thương đáy mắt do tăng huyết áp thì cũng có hơi khác nhau. Tổn thương đáy mắt do đái tháo đường thì có tổn thương chia ra các cái loại từ nhẹ cho tới nặng, và từ cái tổn thương bệnh võng mạc không tăng sinh rồi tới tăng sinh và dẫn tới có thể tới mù lòa. Còn tổn thương do tăng huyết áp thì là có cái sự gọi là dấu hiệu mạch máu cái tổn thương dấu hiệu mà động mạch và tĩnh mạch nó bắt chéo nhau, thì cái tổn thương nó hơi khác một tí. Nhưng mà rõ ràng rằng khi mà có đái tháo đường thì dường như là cái tổn thương đáy mắt do đái tháo đường được các bác sĩ về mắt sẽ chú trọng hơn là cái tổn thương đáy mắt do tăng huyết áp. Thì có lẽ đây cũng là một cái phần mà có lẽ chúng ta cũng nên đề nghị với bác sĩ mắt, họ sẽ trả lời kỹ hơn trong cái việc mà chụp đáy mắt cho bệnh nhân. Nghĩa là chúng ta cũng nên đưa cái soi đáy mắt là một trong những bộ xét nghiệm gọi là cơ bản cho bệnh nhân tăng huyết áp. Cái này thì chắc là bảo hiểm y tế nên người ta vẫn còn xuất toán, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đấu tranh, vì tăng huyết áp là nó có tổn thương 5 cơ quan đích: tim, mắt, não, thận và mạch máu. Mà chúng ta lại bỏ sót mất cái mắt thì rất nhiều bệnh nhân đã bị tổn thương đáy mắt, mà hoặc là những bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn muộn mà bệnh nhân cũng không phát hiện ra được điều trị huyết áp. Còn một cái câu hỏi nữa thì tôi nghĩ là câu hỏi này dành cho rất nhiều các bác sĩ ở bệnh viện tuyến tỉnh. Đấy là cái việc sử dụng Holter huyết áp trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp do đái tháo đường. Tại vì rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường có một cái vấn đề diễn biến huyết áp do dao động trong ngày. Nhất là nó liên quan đến cái việc bệnh nhân dùng thuốc hạ đường huyết. Có những trường hợp bệnh nhân bị tụt đường huyết nhưng mà lại đúng lúc đấy thì lại cho uống thêm huyết áp vào. Thế đó, xin chị Nga chia sẻ kinh nghiệm điều trị huyết áp dao động trong bệnh nhân đái tháo đường. Cảm ơn chị. Cảm ơn thầy Hiếu. Đây là cái rất là thường gặp trên lâm sàng. Những cái bệnh nhân đái tháo đường khi mà sử dụng các cái thuốc hạ đường huyết ấy, thì có thể gây ra cái hạ đường huyết quá mức. Và khi hạ đường huyết quá mức thì cũng có thể gây ra các cái triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt, bủn rủn chân tay. Thì nhiều bệnh nhân rất là dễ nhầm với là hạ huyết áp. Họ cứ nói là khi họ dùng thuốc thì họ thấy là hạ huyết áp rất là nhiều. Tuy nhiên thì đo huyết áp vào giai đoạn đấy thì lại không thấp. Thế thì do vậy mà giữa bác sĩ nội tiết và bác sĩ tim mạch thì cũng có cái sự phối hợp với nhau. Đặc biệt là ở bệnh nhân đái tháo đường thì khi mà có cái tổn thương thận ấy, có albumin niệu ấy, thì huyết áp rất là khó kiểm soát. Và đặc biệt bệnh nhân trong đêm ấy, hay có các cái cơn tăng huyết áp kịch phát trong đêm. Và đúng là như thầy Hiếu đã nói, thì cái Holter huyết áp 24 giờ rất là quan trọng trong cái việc chỉnh liều thuốc huyết áp. Người ta phân liều thuốc huyết áp sao cho hợp lý để kiểm soát được huyết áp 24 giờ cho bệnh nhân, để tránh các cái vùng mà huyết áp cao quá có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân, và cũng tránh các cái vùng mà huyết áp tụt xuống quá cũng có thể gây ra thiếu máu não cho bệnh nhân.
thì đấy cũng là vai trò rất là tốt của cái Honto huyết áp 24 giờ. Nhưng mà cũng thưa với thầy là cái Honto huyết áp 24 giờ ở chỗ thầy cũng ít quá. Cho bệnh nhân làm cái Honto 24 giờ thì cũng phải cũng chờ cũng hơi lâu. Vâng, hiện nay thì đây là một cái khuyến cáo không chỉ cho bệnh viện chúng tôi mà tất cả bệnh viện, thì các giám đốc bệnh viện chú trọng đầu tư thêm cái máy đo huyết áp 24 tiếng. Hiện nay chúng tôi đã có 16 đầu độc, nghĩa là 16 bệnh nhân có thể đo được, nhưng mà bác sĩ của chúng tôi sử dụng mỗi ngày là chu cầu ở trên 20 bệnh nhân tăng huyết áp cần phải theo dõi Honto 24 giờ. Tôi rất mong ở đây có rất nhiều bác sĩ giám đốc bệnh viện huyện, liệu chúng ta có thể là một bệnh viện huyện đầu tiên mà đầu tư cái Honto huyết áp 24 giờ được không? Vì cái đấy là một cái xét nghiệm rất là tốt cho điều trị cho bệnh nhân, vừa để chẩn đoán, vừa để theo dõi điều trị và để đánh giá tác dụng của điều trị. Đây là một cái phương pháp mà đã được Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các hội tim mạch trên các nước trên thế giới khuyến cáo.